Hôm trước mình đã làm một cái video chia sẻ về cái phân biệt giữa hồng điều và hồng hồng đào. Nhưng mà có bạn thì vẫn comment là chưa rõ lắm, thì hôm nay mình rất là tiếp thu cái ý kiến đóng góp của các bạn và mình cố gắng để làm sao để cho các bạn phân biệt rõ hơn. Đầu tiên là mình phải nói là hai cái bông hoa này thì nó cũng cùng một cái màu sắc giống nhau nhưng mà nó cũng khác nhau là khi ta phân biệt bằng nụ ạ. Các bạn nhìn này, nụ của cái cây hồng điều ấy thì là nó sẽ đậm hơn và nó kiểu dạng màu hồng của nó hồng đậm. Đậm hơn ạ. Đây ạ. Còn đây là cái nụ của hoa hồng hồng phấn đào thì nó có màu hồng hồng mà nó nhạt hơn. Để mình tìm hai cái nụ của nó cạnh sát nhau để cho các bạn dễ so sánh nhá. Đây ạ. Đây. Mình không muốn ngắt các cây hoa nên là mình kéo cái cành của cái cây hồng điều xuống cạnh sát với cái nụ của hoa hồng đào, thì bạn sẽ nhìn thấy là cái nụ ở phía trước ấy màu sắc nó đậm hơn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Đấy là về màu sắc nhé, đậm hơn. Thế còn về kết cấu của bông hoa thì bạn sẽ nhìn thấy là cái bông của nó, cái cánh của nó dày hơn, màu đậm hơn này. Và hai nữa là cánh nó nhiều cánh, dày cánh hơn so với cả cái bông hoa hoa hồng hồng đào ạ. Đó. Mình để hai cái cành hoa xuống đây để bạn nhìn ạ. Đấy, đấy là của bông hoa hồng đào. Còn đây là bông hoa hồng điều ạ. Đây ạ. Tổng mình tổng kết lại nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào nụ hoa. Về mức độ to thì có vẻ như là nụ của hồng điều thì to hơn. Nhưng mà cái đấy thì nó cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ví dụ nụ thì nó sẽ có nụ to, nụ nhỏ, cho nên là so sánh về cái kích thước thế thì nó không trung thực thực chuẩn lắm. Nhưng mà chúng ta nhìn vào là cái màu sắc ạ. Màu sắc của cái nụ của cái hồng điều ấy thì nó đậm hơn rất nhiều, đậm hơn hẳn so với màu sắc của cây hồng đào. Hai nữa là về kết cấu của bông hoa và cánh hoa. Bông hoa của nó thì cái cánh của nó là số lượng cánh là nó trông nó nhiều và nó dày hơn. Màu sắc của nó thì là đậm, hồng đậm hơn. Đó là thêm hai cái đặc điểm nữa nhé bạn nhé. Còn một số các cái đặc điểm khác ấy thì mình đã làm rất là chi tiết và cụ thể ở cái video phân biệt giữa hồng điều và hồng đào, các bạn có thể nhìn thấy ở góc trên bên phải màn hình ạ. Đó. Kéo cái cành này ra nha. Để so sánh với cái hoa với nụ của cái cành này với cả bên này để cho các bạn nhìn cho rõ nha. Rồi, cảm ơn các bạn ạ.